nhiếm và xe cứu hỏa là best mark kế tiếp của Coral Bill với tạo hình đỏ và trắng rất giống một chiếc xe cứu hỏa đang hoạt động. Với phần nhím được bao phủ từ vai xuống tới tận tay tạo thành một chiếc cầu gai, cũng như toàn thân của anh đều bao bọc từ gai, khả năng tấn công và phòng thủ của form này hay nói là vô cùng toàn diện. Phần gai của đầu nhím khả năng phòng thủ cũng như tấn công phạm vi gần. Phần xe cứu hỏa với chiếc vòi đặc trưng của mình trên tay trái của anh kéo dài chiếc vòi ra để áp sát vào kẻ thù, đẩy kẻ thù vào phía những vật thể khác, cũng như là khả năng phun ra nước để dập tắt những ngọn lửa và vô hiệu hóa hành động kẻ thù. Điều đặc biệt nhất có lẽ là nó khả năng phun ra lửa mặc dù mang tên là xe cứu hỏa. Voitech Finish của form này, Bill sẽ dài chiếc vòi cứu hỏa bên tay trái của mình ra, tấn công vào người của tên Spark, phun một lượng nước khổng lồ khiến chúng phình to và không khả năng di chuyển. Anh cũng dùng chính chiếc vòi cứu hỏa này để tạo thành lực đẩy như một chiếc sào bay lên bầu trời và ra đòn Finish bằng chiếc cầu gai tay phải của mình, phá hủy kẻ thù như một chiếc bong bóng nước.